Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, mùa xuân Ả Rập lại trở thành mùa xuân chết chóc. Cần lưu ý, biểu tình lật đổ chế độ bị Hoa Kỳ, phương Tây gọi là độc tài. Lật đổ rồi thì những nước lớn lại nhảy vào, nhúng tay với câu cửa miệng, nhân quyền cao hơn chủ quyền, để từ đó đào tài nguyên ở những nước đó và mang lại nền dân chủ chết chóc. Tất cả lợi ích cuối cùng chỉ dành cho một nhóm nhỏ. Còn người dân ư, giờ họ vẫn đang tiếp tục các cuộc Maidan mà chả biết tương lai ở đâu. Mùa xuân Ả Rập là bài học cho lãnh đạo nhiều quốc gia trong việc đối phó với những cuộc cách mạng màu do Mỹ, phương Tây đạo diễn và giật dây. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Bạo loạn tại Kazakhstan và kịch bản mùa xuân Ả Rập lặp lại, bài viết của Nguyễn Chiến. Tháng 12, 2010, một người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi đã tự thiêu trước tòa thị chính sau khi chính quyền nơi đây không xem xét giải quyết khiếu nại của anh ta để phản đối việc bị một nữ thanh tra cảnh sát tát vào mặt khi Bouazizi phản đối việc thu giữ gánh hàng rong của anh ta do buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Và Bouazizi sau khi mặc cả với viên thanh tra cảnh sát về 7 đô la làm luật, đổi lại gian hàng của anh không bị tịch thu, nhưng cảnh sát không đồng ý và tịch thu xe hàng của anh. Nghe có vẻ quen ở xứ nào đó khi nghèo được lấy làm lý do đứng trên luật đã khiến nhiều công an phải bị kỷ luật chỉ vì làm đúng quy định pháp luật. Theo các luồng thông tin thì Mohamed Bouazizi là một người thất nghiệp nhiều năm và anh tự thiêu đúng thời điểm Thủ tướng Ali Larazet tham dự bỏ phiếu tín nhiệm từ Quốc hội lập hiến quốc gia đối với chính phủ Hồi giáo của ông. Việc bỏ phiếu tín nhiệm này nếu thông qua sẽ có quốc gia Tunisia có được chính phủ mới với hệ thống chính trị đảm bảo kết thúc những căng thẳng trong nội bộ đảng Ennahda, và nhiều người Tunisia hy vọng điều này sẽ dẫn đến chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Bắc Phi. Đồng thời, những cải cách hành chính mà trước đó ông Ali Larazet khi còn là Bộ trưởng Nội vụ đã cho thực hiện đều đang mang lại hiệu quả. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này giảm từ 21% xuống 17%, và rõ ràng nếu cuộc bỏ phiếu này thuận lợi thì chẳng còn cơ hội nào can thiệp được vào quốc gia này khi nó đang bắt đầu đi đúng hướng. Thời điểm chuyển giao quyền lực luôn là thời cơ tốt nhất để thực hiện âm mưu lật đổ bạo loạn. Hình ảnh của Bouazizi đã khơi dậy sự bi phẫn của người dân Tunisia lâu nay bị o ép bởi sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo, dẫn tới một loạt cuộc biểu tình ở Tunisia. Được sự hà hơi và giúp sức bởi tầng lớp trí thức chống đối chính quyền do Mỹ nuôi dưỡng, bởi những thành phần trí thức luôn có tư tưởng cấp tiến theo hệ thức dân chủ kiểu Mỹ trước một chế độ chỉ cần nắm quyền lâu dài thì được gán là độc tài. Các tổ chức cá nhân có tư tưởng chống đối đã được Hoa Kỳ xây dựng từ năm 2007 và đã gây được tiếng vang khi buộc chính quyền đương nhiệm phải tổ chức tổng tuyển cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10 năm 2009, cuộc tổng tuyển cử quốc gia đã được tổ chức tại Tunisia. Cuộc tuyển cử gồm một cuộc bầu cử tổng thống và một cuộc bầu cử nghị viện. Tổng thống đương nhiệm Zinedine Beali giành một thắng lợi lớn với 89,62% số phiếu. Đối thủ chính của ông Mohamed Bouchiha nhận được 5,01% số phiếu sau được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng. Nhưng vì năng lực điều hành Mohamed Bouchiha kém nên ông ta đã bị thay thế bởi Ali Lazaret. Và cuộc biểu tình rộng lớn đã khiến cho Tổng thống Zine Abidine Ben Ali, người cầm quyền Tunisia suốt 22 năm phải bỏ chạy chỉ sau 2 tuần. Cơn địa chấn cũng nhanh chóng lan ra các nước bên cạnh, tạo nên làn sóng được mang tên mùa xuân Ả Rập. Sự thành công mà Hoa Kỳ và phương Tây lên tiếng khen ngợi như bước tiến mới của quá trình dân chủ ở Trung Á của Tunisia đã lan sang các quốc gia láng giềng bên cạnh, đó là Algeria, Jordan, Ai Cập và Yemen. Tổng thống Mubarak, người đã cai trị Ai Cập trong 3 thập kỷ, nhanh chóng bị lật đổ. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh sau 32 năm cầm quyền cũng xin từ chức để được miễn tội.
Trước đó, Hoa Kỳ chỉ đứng ngoài đổ tiền cho các tổ chức cá nhân trong từng dân tộc và đất nước đang có mùa xuân Ả Rập cháy đến cùng sự hỗ trợ của lực lượng CIA để khiến đám cháy càng lúc càng to. Tuy nhiên, khi ngọn lửa này lan đến Libya và bị Gaddafi dùng quân sự chặn đứng, thì 15 quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ làm thủ lĩnh đã thành lập liên minh đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân nước này. NATO dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mỹ, Pháp, Ý đã tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gaddafi để hỗ trợ quân nổi dậy. Kết quả, Gaddafi nhanh chóng bị quật đổ, bị kéo lên từ ống cống và nhận đủ sự lăng trì của những kẻ mà trước đó còn gọi ông là người cha tinh thần. Libya bị đánh sụp. Mùa xuân Ả Rập đã cháy liên tục suốt 8 năm, cháy qua gần chục quốc gia, nhưng mùa xuân là thời điểm đem đến những may mắn, cơ hội và hy vọng để mở đầu cho cái mới tốt đẹp, thì mùa xuân Ả Rập lại. 1. Trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, Tunisia là đất nước hợp pháp hóa nạo thai, giáo dục đứng thứ 17 và quyền phụ nữ sánh ngang với các nước châu Âu. Về kinh tế, Tunisia được xếp hạng là nền kinh tế có tính cạnh tranh cao nhất châu Phi và đứng hàng 40 thế giới theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Sau khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, phụ nữ quay trở lại thế kỷ 15 về quyền của bản thân, kinh tế eo uột và chính trị lâm vào bế tắc, thất nghiệp tăng lên hơn 40%, các chính phủ dân chủ lần lượt lên rồi xuống, hấp diêm, ma túy, hoành hành. Hơn 3.000 người Tunisia vốn trước đó là nông dân thì nay đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố Hồi giáo tại Iraq và Syria. 2. Trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, Ai Cập tĩnh lặng như kim tự tháp, du lịch phát triển và người dân sống bên sông Nin. Sau khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, Ai Cập cứ 1 năm 6 tháng thay một tổng thống, biểu tình xảy ra khắp nơi và nữ phóng viên châu Âu bị hiếp dâm đều nhất cứ lang thang vào đó đưa tin. 3. Trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, tổng thống Gaddafi hồi còn tại vị đã đưa ra sắc lệnh có nhà ở được coi là một quyền tự nhiên của con người và được chính phủ cấp miễn phí. Nhắc lại, cấp miễn phí. Người dân Libya được dùng điện miễn phí, xăng thì chỉ có giá 0,14 đô la trên lít. Thủ tướng Ý hôn tay Gaddafi và xin lỗi vì đã đô hộ tôi đền bù 2 tỷ đô la cho Libya. Pháp sao không làm vậy với đồng lào đi? Sau khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, Gaddafi hiện lên là tên đăm đăm và khát máu, đất nước vô chính phủ trong một thời gian dài. Mọi công lao của ông bị phủ nhận sạch trơn. Trong khi đó, Sarkozy, cái tay tổng thống Pháp đi đầu trong việc không kích Libya, chính là người đã được Gaddafi cho tiền để tranh cử cách đó 5 năm, mới bị khui và bị bắt gần đây. 4. Trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, Syria bình an và Damascus luôn là điểm đến đẹp đẽ của một chứng nhân về vương quốc Hồi giáo từng thống trị thế giới. Sau khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, hàng ngàn người chết, hơn triệu người tàn phế, thương tật vĩnh viễn và hàng triệu dân thường chạy nạn sang châu Âu, Mỹ. 5. Trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, người dân Trung Đông tuy được cho là nghèo khổ, nhưng họ sáng đi làm, tối về ngủ trong mái nhà, hàng ngày vẫn vui chơi với con cái và người thân. Sau khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, hàng triệu người Trung Đông phải bán nhà, bán đất, đem tiền cho bọn tổ chức vượt biên qua biển để trốn khỏi vùng đất chiến tranh. Hàng trăm ngàn người đã nằm lại dưới đáy biển, hàng triệu người sống vất vưởng trong các trại tị nạn ở khắp Nam Âu và Tây Âu. Hàng ngàn bé gái bị bắt cóc, hãm hiếp, bị biến thành nô lệ tình dục. Hàng trăm phụ nữ châu Âu bị đàn ông Trung Đông hãm hiếp, viết nữa cũng không hết. Mùa xuân Ả Rập lại trở thành mùa xuân chết chóc. Cần lưu ý, biểu tình lật đổ chế độ bị Hoa Kỳ, phương Tây gọi là độc tài. Lật đổ rồi thì những nước lớn lại nhảy vào nhúng tay với câu cửa miệng nhân quyền cao hơn chủ quyền, để từ đó đào tài nguyên ở những nước đó và mang lại nền dân chủ chết chóc. Tất cả lợi ích cuối cùng chỉ dành cho một nhóm nhỏ, còn người dân ư, giờ họ vẫn đang tiếp tục các cuộc vai đan mà chả biết tương lai ở đâu. Mùa xuân Ả Rập là bài học cho lãnh đạo nhiều quốc gia trong việc đối phó với những cuộc cách mạng màu do Mỹ, phương Tây đạo diễn và giật dây.